Đố các bạn biết đây là gì? Sáng nay soạn hàng cho khách mà nhiều bạn cứ ngỡ mình chuyển qua bán hành không bán hạt giống nữa. Một mùa hoa Tết lại tới rồi, khởi động đầu tiên đó chính là hoa tiên ông. Hóa ra có nhiều bạn chưa biết về hoa này lắm nha. Hoa tiên ông là hoa có rất nhiều màu sắc và mùi hương rất là thơm, thơm đậm luôn. Tết thì các bạn thường thấy là hoa tiên ông sẽ trưng ở phòng khách hoặc là đặt trên bàn thờ. Hoa tiên ông có hai cách trồng, các bạn có thể trồng đất hoặc là trồng nước. Khác với hoa ly, nếu các bạn trồng đất thì các bạn chỉ vùi 1/3 củ thôi và đất thật là tơi xốp nha. Nếu thích ngắm bộ rễ của tiên ông thì các bạn có thể chuyển qua trồng nước. Trồng nước thì các bạn nhớ để đáy củ cách mặt nước 1,5cm nha. Giờ thì cùng mình ngắm dung nhan em nó thôi nào. Ten ten ten. Tiên ông hay còn gọi là dạ lan hương là loại hoa có vẻ đẹp độc nhất, thuần khiết và có hương thơm đặc trưng quý phái. Cây dễ trồng và phù hợp với hầu hết mục đích sử dụng, từ trang trí văn phòng, không gian mở đến những công việc tâm linh đặc trưng như bình hoa trên bàn thờ ngày Tết. Kỹ thuật trồng cây tiên ông hay dạ lan hương không giống các loại hoa cây cảnh khác do chúng được trồng từ củ. Củ giống tiên ông cần làm mát trước khi gieo trồng để có thể nở ra hoa to đẹp nhất. Củ giống trước khi trồng thì cần được buộc kín bằng một túi đen và để ở nơi mát có nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Với thời tiết tại Việt Nam thì gia đình nên lưu giữ củ giống trong tủ lạnh để đạt được nhiệt độ tiêu chuẩn. Tuy nhiên nên chú ý không để cạnh táo vì các loại khí từ quả này sẽ khiến thối và hỏng củ giống tiên ông. Các bạn có nhu cầu mua củ giống thì vui lòng liên hệ nhà vườn Đạt Nhu.